Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với video của em ngày hôm nay. Và lời đầu tiên thì cho phép chúc em xin được gửi một lời chào và lời kính chúc khỏe đến toàn thể các bác và anh em có chung cái niềm đam mê sở thích đạp xe trên mọi miền Tổ quốc. Và đặc biệt là các bác yêu thích cái dòng xe đạp địa hình thì ngày hôm nay shop em lên sóng cho các bác xem xong cái chương trình giảm giá trên khách hàng của một cái mẫu xe đạp thương hiệu Line, mã của nó là VIC1. Mẫu này bên shop em đang thực hiện giảm giá là 500.000 đồng, bao cước phí vận chuyển cho các bác đấy, công khai giá cho các bác luôn. Con này là 7 triệu, giờ nhà em giảm giá còn 6,5 triệu, còn một con duy nhất, các bác nhanh tay thì còn chậm là hết các bác nhé. Và trước khi đi vào chi tiết của cấu hình xe ngày hôm nay thì em cũng xin nói qua về cách thức mua bán cũng như là giao dịch của shop em. Shop em thì ở Bắc Giang, nếu các bác ở gần thì các bác đến trực tiếp bên shop em xem xe cũng là mua xe trực tiếp luôn. Nếu như các bác ở Bắc Giang mà chốt xe thì bên em sẽ miễn phí vận chuyển giao hàng tận nhà cho các bác. Thế còn với các bác khác mà không đến được tận nơi xem xe và mua xe thì các bác tham khảo qua video nhà em quay video như nào và bán hàng như vậy, các bác yên tâm. Sau đó là các bác gọi điện trực tiếp qua số máy em để phần tiêu đề ở phần mô tả. Số máy đó thì có Zalo, nếu các bác nào chưa tin tưởng thì có thể kết nối Zalo với em thì gọi video em sẽ quay trực tiếp xe cho các bác xem. Đó, và bên cạnh cái mẫu xe đạp địa hình Line MTV và mã của nó là VIC1 thì shop em là cơ sở chuyên cung cấp các cái dòng xe touring, xe đạp đua từ phân khúc giá tiền bình dân đến cao cấp. Các bác có nhu cầu thì cứ tham khảo qua video hoặc là gọi điện trực tiếp cho em qua số máy em để phần tiêu đề các bác nhé. Và không để các bác chờ lâu nữa thì đi vào chi tiết của cấu hình xe. Con này thì em cũng nhớ là đã lên sóng cho các bác xem rồi, nhưng mà thôi, đằng nào cũng quay lại thì các bác nào mà mới vào kênh các bác xem được luôn, đỡ phải tìm video trên kênh nhé. Và cái cấu hình xe thì thiết kế tay lái là tay lái bằng và nó được làm hơi trong một chút ở đây của thương hiệu Line. Kết nối phần vô tăng là bằng nhôm này. Phần tay lái thì cầm ở đây là cái phần tay cầm á, là thiết kế là capsulon để các bác cầm nắm nó không bị đau tay. Và bộ bấm xả là của hãng Shimano, một cái thương hiệu chuyên về củ đà và phanh của xe đạp rất là nổi tiếng của Nhật Bản các bác nhé. Cái bộ bấm xả này thì cũng cho các bác những cái trải nghiệm trên các cái cung đường địa hình rất là ok. Đó, nó thiết kế là tay phanh bằng và tay bộ bấm xả bằng ở đây. Đó. Xuống đến phần bên dưới thì cái phần khung của cái thuộc này thì được làm bằng thép đúc nguyên khối này. Có khóa hành trình, nếu các bác đi địa hình thì mở cái khóa hành trình này ra. Còn nếu mà đi địa hình thì các bác xin lỗi các bác là đi đường phố thì các bác lại đóng cái khóa hành trình lại để đi đường phố thì không cần sử dụng cái thuộc này nữa. Đó. Và xuống đến phần bên dưới thì trục là trục tháo nhanh, rất dễ là khắc phục sự cố khi các bác đi đạp xe trên đường. Ở bên trong này nó có vòng bi bạc đạn này các bác này, hai vòng bi bạc đạn. Phanh sử dụng là phanh cơ, phanh đĩa cơ bóp và không có dầu, đi rất là an toàn khi mà các bác đi địa hình. Mayer là Mayer nhôm, lan hoa là lan hoa thép và liền với cả phần vành. Vành là được cắt CNC 2 lớp, rất là đẹp. Và ở đây thì nó có phần van này là van châu Âu, van to các bác nhé. Có phản quang bánh xe này. Kích thước lốp của này là bánh 26 x 1.95, thì cái này cũng dành cho các bác mà có chiều cao hơi khiêm tốn chút, các bác cũng có thể đi được. Đó. Kích thước lốp là to, nhiều nhám để nó tăng cái độ tiếp diện khi các bác đi đạp xe địa hình, rất là ok các bác nhé. Và sang đến cái phần khung xe thì nó được thiết kế là hợp kim nhôm, trọng lượng nó rất là nhẹ và nó được xử lý các cái mối hàn vẩy cá, đây cũng khá là nhắn nhụi này. Sơn hai lớp sơn tĩnh điện chống rỉ và nó được in chìm thương hiệu của xe và thương hiệu Line, và mã của nó đây là VIC1 này. Dây ở đây thì có phần dây phanh sau là đi dương khung thôi, còn lại là đi âm khung, nhưng mà nó đi dưới khung cái này cũng rất là gọn gàng, các bác đi đạp xe sẽ không bị ảnh hưởng, không bị vướng. Phần trục là trục yên ở đây, phần trục yên là được thiết kế là trục tháo nhanh để các bác dễ dàng điều chỉnh cái chiều dài của yên làm sao nó phù hợp với chiều dài chân của các bác này. Cọc yên nhôm, khung yên bằng thép, bidan đi theo xe. Và ở đây thì có cái phần yên là đệm bọc ra bên ngoài chống nước của hãng luôn nhé. Và cái phần trục chính con này ở đây thì nó được thiết kế là trục đặc mà bên trong cũng có hai vòng bi bạc đạn này. Đùi đĩa là của hãng Plowell, một thương hiệu cũng rất là nổi tiếng chuyên đùi đĩa của xe đạp. Và sang phần bánh sau thì nó cũng thiết kế giống như bánh trước thôi. Thế còn xếp chống là đi theo xe này. Đó, xếp chống đi theo xe. Quay sang bộ phận chuyển động. Về cái bộ phận chuyển động con này nó được thiết kế ở đây là ba đĩa trước và có 7 lít sau, 3x7 cấp độ để các bác điều chỉnh các cái chế độ đạp trên đường địa hình các bác nhé. Gạt đè trước là của hãng Shimano Thule. Gạt đè sau là của hãng
Shimazu đây tiếp. Cấu hình xe khá là ngon các bác nhé. Nếu các bác nào là đã tham khảo qua cái cấu hình xe rồi thì con này em với cái phân khúc giá tiền mà em đọc được bác như thế thì cấu hình nó cao hơn giá tiền các bác nhé. Để lựa chọn một chiếc xe đạp đi địa hình thì con này cũng là một lựa chọn rất là đúng đắn các bác ạ. Đó. Và vừa qua thì em đã giới thiệu tới các bác trong cái chương trình giảm giá đợt này thì em chỉ còn một con xe đạp địa hình Line X1 này đang được giảm giá là 500.000 đồng. Ở nhà em sẽ nhập tiếp các cái mẫu xe mới về để các bác có thêm các cái sự lựa chọn. Thì các bác có nhu cầu tham khảo mẫu xe thì liên hệ trực tiếp với em qua số máy em để ở phần tiêu đề, phần mô tả, kết nối Zalo với em để được tư vấn kỹ hơn. Và được nếu như các bác nào mà chưa tin tưởng á thì em sẽ gọi video để quay xe trực tiếp cho các bác xem nhé. Và video này thì em xin phép là được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Xin chúc các bác là có những giao dịch thành công với shop em. Các bác nhớ là hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và bật nút chuông lên để nhận thông báo mới nhất về các cái video trong thời gian tới em sẽ đăng tải trên kênh. Một lần nữa thì cảm ơn các bác ạ.